Như vậy em có sợ là ảnh thuộc dạng người trăng hoa không? Em tự nhận mình là mình có một cái trái tim rất dũng cảm, mình hầu như mình không sợ gì hết. Cái việc bạn ấy thích em thì em có thể đoán được. Vậy là bao nhiêu lâu thì bắt đầu em có cảm tình thực sự với anh này? 3 tuần. 3 tuần. 3 tuần. Và trong 3 tuần đó cái tình cảm của các em nó đi tới đâu? Nó đi tới bến. Sau một thời gian thì em cũng cảm thấy là cái cảm giác mình cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người này. Rồi mình cảm thấy mình được là chính mình được vui, được buồn, được khóc, được cười một cách thoải mái nhất. Và thế là em nhận lời. Trao trọn hết trận. Để xong kể cái này. Cái hôm mà cô bé Đồ Mỹ yêu em, rồi đúng vào mùng 1 tháng 4. Thôi kể ra đi. Thì hai người đang làm chuyện ấy. Thì tự nhiên mình nghe cái câu I love you. Mình nghe mình sốc quá, trái tim nó kiểu muốn rơi ra ngoài luôn á. Bởi vì mình không ngờ. 3 hôm sau mới tin là em đã chính thức có người yêu. Trước khi cưới thì hai bạn có biến cố gì xảy ra? Hai lần. Ai là người chủ động đòi chia tay? Tại sao vậy? Mình là đàn ông. Những lúc mà có vấn đề gì về tài chính, mình luôn luôn mất tự tin. Đúng rồi. Có một đợt mà mình đang làm kinh doanh thì mình bị phá sản. Từ lúc quen em là anh đen. Lúc đây là mình yêu được hơn 2 tháng. Cuộc đời của em cảm giác như là bị lăn lộn luôn. Em không đủ sự tự tin để mà đáp ứng yêu cầu của một phụ nữ nào đó. Tài chính đang rất là tệ. Thậm chí là một ngày mình có 20.000 đồng trong túi thôi. Mình không biết sáng hôm sau mình sẽ ăn gì luôn. Cho nên là mình cảm giác như là thôi. Tâm trạng là mình đang thế này. Tiện thì chết em luôn. Nó rất là tiện để mà thôi. Dừng xong lại. Thì em bảo cô sang để lấy đồ của em được không? Xong là lúc sang thì cô vào. Xong là cô lấy hết đồ xong bế ra ngoài. Xong bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Ôi, đây là tối mà em biết là em dỗ vợ em. Em phải dỗ vợ phải 3-4 tiếng liền. Rồi chia tay em. Em khóc nhưng vẫn phải dỗ bằng được. Bởi vì em không muốn là ra khỏi nhà em mà đang kiểu. Bởi vì em vẫn yêu, thực sự là em vẫn yêu. Sau cuối cùng vẫn quyết định chia tay. Với lúc đấy em dỗi rồi. Đòi chia tay em dỗi rồi. Dỗ mấy em mất giá sẽ... chứ đúng không? Đúng rồi. Có giá. Sau đó bao lâu thì mới huề lại? Một tuần sau một tuần. Gọi em ra nói chuyện. Xong là hỏi hàn gắn lại được không? Là lý do là như thế này. Thứ nhất là mình nhớ. Và lý do thứ hai, cô này rất là khôn nhé. Đang một cái ảnh vô cùng sexy mà một cái váy xanh đăng lên Facebook, mình bảo trời ơi, trời ơi đây là những gì mà mình từng có, tại sao lại vậy, sao xinh thế này trời. Rồi em bảo thôi được rồi, thế này anh quay lại xong lại còn chùm một cái góc nhá, làm chân dài ơi là dài, làm tất cả mọi thứ nó rất là hoàn hảo, nhưng mà thôi thế này không thể cho đi mất, không thể. Hi, hello, how are you? I'm good. Yourself? Mời em giới thiệu về mình. Xin chào các quý vị và khán giả. Mình tên là CJ. Mình đến từ Nigeria. Mình 31 tuổi. Hiện nay thì em đang là YouTuber. Em cũng làm trong nghề giáo dục nữa. Em ở Việt Nam lâu chưa? Em ở Việt Nam được 8 năm rồi. Chào các quý vị khán giả và chào chị Hồng Vân và anh Quốc Trượng. Em tên là Phương. Mọi người hay gọi em là Obi. Em 31 tuổi. Hiện tại thì em đang làm một công việc chiếm rất nhiều thời gian. Nhưng mà không được trả lương. Là làm vợ. Là mẹ. Em bé rất là biết khen chọn. Rất là chọn những cái nét đẹp của mẹ, nét của bố, chọn hết. Nét đẹp của bố là cái gì nào? Là tất cả mọi thứ luôn. Bố làm sao có gì xấu đâu. Cho anh Thuận biết coi là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Mùng 9 tháng 3. Bạn em mới rủ em đi chơi. Em lên trên bờ hồ đi bộ. Đi được một lúc, ở đâu ra tự nhiên có hai anh người nước ngoài chồm từ phía sau ra trêu em. Bám vào vai em. Trêu ok, cho trêu. Mình không phản ứng thì người ta sẽ không trêu nữa. Nhưng mà bạn em thì rất nhanh mồm nhanh miệng, quay ra giao tiếp luôn. DJ thấy bọn em có nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh kia. Bọn em đang định đi về thì DJ có ngỏ lời là các em có bận không hay là ngồi uống với anh một ly. Em thì cũng nửa muốn nửa không, nhưng mà em nghĩ là thế cũng chẳng mất gì, mình cũng đang single. Hôm đấy không hiểu năng lực ở đâu ra, mình cứ gặp ai cũng treo. Mình thấy bạn gái nào đang chụp ảnh thì mình nhảy vào, mình hỏng cả ảnh, mình chụp với luôn. Xong bắt đầu thấy hai cô gái đang đi trước mặt mình, là mình cứ treo nốt đi. Nhưng mà chị muốn hỏi em nè, tại sao em lại không để ý bạn kia mà em lại để ý bạn này? Thực ra lúc đầu em không để ý hết cả, em cứ chỉ có thần thái trêu mọi người thôi. Tại sao em lại chọn bạn này mà không phải là chọn bạn của Jay? Lúc đấy em cũng có muốn chọn ai đâu. Mà thật ra bạn này là người da đen đầu tiên mà em gặp ở Việt Nam.
Lúc đó gu của em là những người đẹp trai theo kiểu da trắng, mũi cao, mắt xanh. Thì ý em là sao anh cũng đẹp trai à? Và em gặp anh này, ban đầu em còn mà ư trông ư ư nhưng mà và sau lúc đó đấy, thì... đấy là em thích anh bạn cơ. Bạn lúc đó là đúng gu em, da trắng, râu rậm. Bây giờ không đâu, câu chuyện này thì có biết. Nhưng mà được cái là bạn này thì nói chuyện rất nhiệt tình và rất tập trung vào mình. Còn bạn kia thì lại ngồi bấm điện thoại và thi thoảng đá mắt sang đá được một vài câu thôi. Hai bạn bắt đầu những cái cuộc đi chơi tiếp theo như thế nào? Để em kể cái này. Sau 2 hôm sau thì mình đang đi làm thì tự nhiên thấy có người gọi video call. OB gọi điện cho mình, xong rồi tắt đi luôn. Xong mình nhắn tin luôn là ôi, nhiều anh đấy hả? Em bấm nhầm đấy chứ không phải nghĩ gì. Bao nhiêu người trên tin nhắn cũng bấm nhầm, bấm đúng của mình. Thế tối nay như thế nào, rảnh không? Gặp nhau tí. Là ok gặp. Thế là bắt đầu gặp lần thứ hai. Em bấm nhầm thật nhưng mà đến bây giờ chồng em vẫn không tin là em bấm nhầm. Rồi bao lâu thì là anh ấy mới tỏ tình với em? Ôi nhanh lắm ạ. 3 hôm sau hay sao ấy? Lần đầu tiên gặp này xong thì đến hôm sau. Xong rồi dẫn em đi karaoke với bạn bè là ngồi đã rút một cái nhẫn ra để đeo vào tay em rồi. Em bảo, sao lại tặng nhẫn cho em? Và tự nhiên anh cảm thấy anh muốn tặng cho em. Thế xong lúc sau lại quay sang đòi hôn em. Anh hôn em được không? Em bảo là trời đất ơi, không, em không quen như thế. Tối chủ nhật đấy về là chưa được hôn em cũng cú khó rồi chịu đó. chắc là bình thường tán ai là đổ luôn cho nên là thấy tán mãi không được hôn. Đương nhiên rồi, đẹp trai thế này chứ không. Thực ra là hôm đấy là mình chỉ có một cái nhẽ, mình chỉ thấy nó vui mà người đang hát karaoke mình chỉ tặng chứ mình không có ý gì cả. Em nhận nhẫn nhưng em không cho hôn. Lần thứ ba là gặp là đưa em đến vườn Bách Thảo ở Hà Nội. Xong rồi nói với em là anh biết nói cái điều này thì em không tin đâu nhưng mà anh yêu em. Cái này cũng có nhớ đấy. Cứ mỗi lần em gặp bạn này xong về thì cái cảm giác của em có bồn chồn, có xốn xang, có... Thực ra là không. Lý do tại sao em lại đặt mục tiêu là em phải yêu cô bé này là bởi vì lần thứ hai mà mình gặp nhau á, em có đang kể một cái câu chuyện về có một cái hợp đồng đã gần bị hủy. Em còn nói cái giá tiền đó thì cô ấy còn nói một câu làm em rất là cay. Kể luôn ra đi. Tức là đấy là tiền mà em kiếm trong một tháng thì cô ấy bảo số tiền mà mình thiêu trong một ngày. Cô ấy nói cảm thấy rất là tự tin á. Tính này rất là hay đấy. Thôi chắc là mình thử xem là có đổ không. Xong mình bắt đầu tán. Cô này có một cái gì đó rất là đặc biệt và mình rất là thích. Nhưng mà chưa gọi là yêu đến mức. Em thấy anh này ảnh rất là dẻo miệng và thậm chí là có một cái cá tính rất đặc biệt như vậy. Em có sợ là ảnh thuộc dạng người trăng hoa? Em tự nhận mình là mình có một cái trái tim rất dũng cảm, mình hầu như mình không sợ gì hết. Cái việc bạn ấy thích em thì em có thể đoán được. Vậy là bao nhiêu lâu thì bắt đầu em có cảm tình thực sự với anh này? 3 tuần. 3 tuần. 3 tuần. Và trong 3 tuần đó cái tình cảm của các em nó đi tới đâu? Nó đi tới bên. Sau một thời gian thì em cũng cảm thấy là cái cảm giác mình cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người này. Rồi mình cảm thấy mình được là chính mình được vui, được buồn, được khóc, được cười một cách thoải mái nhất. Và thế là em nhận lời. Trao trọn hết trận. Để chồng kể cái này. Cái hôm mà cô bé đổ mì yêu em rồi đúng vào mùng 1 tháng 4. Thôi kể ra đi. Thì hai người đang làm chuyện ấy. Thì tự nhiên mình nghe cái câu I love you. Mình nghe mình sốc quá, trái tim nó kiểu muốn rơi ra ngoài luôn á, bởi vì mình không ngờ. 3 hôm sau mới tin là em đã chính thức có người yêu. Trước khi cưới thì hai bạn có biến cố gì xảy ra? Hai lần. Ai là người chủ động đòi chia tay? Tại sao vậy? Mình là đàn ông. Những lúc mà có vấn đề gì với tài chính mình luôn luôn mất tự tin. Đúng rồi. Có một đợt mà mình đang làm kinh doanh thì mình bị phá sản. Từ lúc quen em là anh đen. Lúc đây là mình yêu được hơn 2 tháng. Cuộc đời của em cảm giác như là bị lăn lộn luôn. Em không đủ sự tự tin để mà đáp ứng yêu cầu của một phụ nữ nào đó. Tài chính đang rất là tệ. Thậm chí là một ngày mình có 20.000 đồng trong túi thôi. Mình không biết sáng hôm sau mình sẽ ăn gì luôn. Cho nên là mình cảm giác như là thôi. Tâm trạng là mình đang thế này. Tiện thì chết em luôn. Nó rất là tiện để mà thôi. Dừng xong lại. Thì em bảo cô sang để lấy đồ của em được không? Xong là lúc sang thì cô vào. Xong là cô lấy hết đồ xong bế ra ngoài. Xong bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Ôi, đây là tối mà em biết là em dỗ vợ em. Em phải dỗ vợ phải 3-4 tiếng liền. Rồi trên tay em. Em khóc nhưng vẫn phải dỗ bằng được. Bởi vì em không muốn là ra khỏi nhà em mà đang
đang kiểu bởi vì em vẫn yêu, thực sự là em vẫn yêu. Sau cuối cùng vẫn quyết định chia tay. Với lúc đấy em dỗi rồi, đòi chia tay em dỗi rồi. Dỗ mấy em mất cũng giá sẽ... chứ đúng không? Đúng rồi. Có giá. Ừ. Sau đó bao lâu thì mới huề lại? Một tuần sau một tuần. Gọi em ra nói chuyện, xong là hỏi hàn gắn lại được không? Là lý do là như thế này. Thứ nhất là mình nhớ. Và lý do thứ hai, cô này rất là khôn nhé. Đang một cái ảnh vô cùng sexy mà một cái váy xanh đăng lên Facebook, mình bảo trời ơi, trời ơi, đây là những gì mà mình từng có, tại sao lại vậy, sao xinh thế này trời. Bảo thôi được rồi, thế này anh quay lại, anh quay lại. Xong lại còn chùm một cái góc nhá, làm chân dài ơi là dài, làm tất cả mọi thứ nó rất là hoàn hảo nhưng mà thế này không thể cho đi mắt, không thể trong mắt được. Anh thực sự ngu ngốc. Không đời nào. Chính xác, anh thật sự ngu ngốc. Đúng là người ta vẫn có câu là ngon như người yêu cũ của bạn. Đó. Nhưng mà em thì sao? Lúc mà sau khi em quyết định là chia tay với ảnh thì cái quãng thời gian đó của em như thế nào? Cảm xúc em sao? Lúc đó là em bị chia tay. Em như vậy, em có đâu có muốn chia tay đâu. Nhưng mà bởi vì là mình bị đá cho nên mình rất là cáu, rất là cay. Em tin chắc chắn rằng là cái việc anh ấy sẽ gọi lại cho em là điều gần như là 100%. Thế là em 7 ngày đấy em cứ vui sống. Bởi vì lúc mà nói chia tay em ý, thì là em thấy rất là sốc. Em nghĩ là không thể nào vì một cái chuyện như thế mà chia tay được. Thế nhưng mà sau khi mà em khóc, mà em dỗi hờn rồi em đập phá lúc mà nói chia tay em xong ấy, mà vẫn cứ thấy dỗ em là em biết là vẫn còn nhiều lắm. em biết. Còn lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai là chí mạng đấy ạ. Đó là em đã vực lại kinh tế chưa? Lúc đấy còn kinh khủng hơn. Chờ mình xác định là mình sẽ đóng cửa cái công ty của mình. Thời gian đấy gọi là thôi toàn luôn. Đó, và lúc đấy mình cũng phải về nước. Cô lúc nào cũng cố gắng hết mình để ok giữ liên lạc nói chuyện này các kiểu. Mình cố gắng hết mình để đẩy xa ra, để mình không có gì liên quan đến nhau cả. Thậm chí là mình từng nói cái câu là anh đã hết yêu em rồi. Thì là mình block hết mọi thứ. Block số điện thoại, block Facebook, block tất cả mọi thứ. Mình quên mất Zalo. Ôi trời ơi. Em hứa em sẽ không nói chuyện về vấn đề này nữa. Em hứa em chị em mà kệ. Thế là mình cũng ngốc, mình cũng tin. Lại unblock, lại bắt đầu nói chuyện bình thường. Trong lòng của em, thật sự em chưa bao giờ em biết yêu. Em về nước xong thì thực sự là em rất nhớ. 2 tuần rồi gì đó. No, 2 tháng hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng rồi. Thực sự là em nhớ lắm. Xong là mình không hiểu tại sao mình lại nói cái câu I miss you. Mình cũng không hiểu tại sao mình cũng không đi nói, nhưng mà nó cứ tự nó cứ ra thôi. Nó cứ phọt ra thôi. Nó cứ phọt ra thôi, mình không kiềm chế lại được nữa. Mình nhớ lắm. Đến về Việt Nam thì bắt đầu có cái chuyện là tình thẳng cô ấy lại nhắn tin, anh ơi, bọn chó nó nhớ anh lắm, anh có đến dắt chúng nó đi chơi không? Cứ lễ hết cớ để mà gặp mình, xong là... lại gặp, xong tình thẳng mình lại ok, gặp một chút xíu, mình lại gặp, mình bắt đầu gặp từng xuyên hơn một chút xíu. Đó, sau một thời gian thì... Thôi, em kể nốt đi. Cái gì? Thật ra là cái câu chuyện anh ấy về nước là diễn ra sau khi bọn em gặp lại nhau. Cụ thể là cái đêm Halloween em có nhắn tin rủ đi chơi, đi hóa trang. Nghe nói là hôm đấy chỉ còn có 19.000 trong ví. Thế là từ chối, không đi với em. Và em được tặng một chai rượu. Thế là ngay lập tức em nghĩ đến, mình có thể dùng cái chai rượu này để mình dụ. Uống xong thì tự nhiên ông này nhổm dậy, hôn em. Thế là em mới, lúc đó em mới nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Em bảo như thế này là chắc chắn là chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Và thế là, đấy là hôm đầu tiên gặp lại sau suốt một cái khoảng thời gian chia tay mà nhất định không gặp em. Là hơn 2 tháng. Xong rồi mấy hôm sau thì em biết anh này sẽ về nước. Thì em mới bảo là có cần giúp gì không thì em qua em giúp. Hôm qua giúp đấy là chốt luôn đó. Lúc đấy là em phải đặt vé rất là khẩn cấp. Mà em chỉ còn mỗi 20 triệu thôi. Tiền mà em đã tiết kiệm rất là lâu rồi. Mà cái tiền vé máy bay cả đi cả về đến tận 34 triệu. Xong cuối cùng em nhắn tin cho cô bé là em có thể hỗ trợ được không. Xong cô đến tận nơi, đến tận nhà để đưa cái visa để mình trả. Dại trai thế. Xong mình đưa tiền mặt cho. Còn em bé thì sao? Có nghĩa là em là cưới xong mới có bầu hay là có bầu trước khi cưới? Đó, chính cái hôm em sang em giúp đó là em... Nhìn giúp xong là giúp em... đời ông luôn đó. Tai nạn thôi, hai người gặp nhau, cảm thấy không kiềm lòng được. Thì hôm sau anh ấy về nước,
mà anh này đi vào trong cái cửa hải quan ấy, thì còn buột miệng nói I love you. Thế là em càng sướng, em càng kiểu nắm chắc phần thắng trong tay. Và... rồi khi nào em biết là em có em bé? 2 hôm sau là em đã nhờ em gái em là đi mua thuốc khẩn cấp. Và em cũng cứ tin chắc rằng là cái viên thuốc đấy nó có tác dụng. Đến gần 1 tháng sau, chậm chậm được 3 ngày. Thế là em cũng chỉ hỏi bâng quơ thôi. Và em hỏi nếu như mà có bầu thì sẽ thế nào? Thì Dây còn nói là còn thế nào nữa? Anh không bao giờ để cho thằng khác làm bố của con anh. Thế mà đến lúc mà lên hay vậy em chết đứng. Đó, tính rồi. Rồi. Rồi tôi bây giờ đến cái chuyện là coi như là tụi em làm đám cưới. Rồi về nhà, tức là sau trước cưới và sau cưới, Jay có cái gì khác không? Có nghĩa là có loài tật xấu ra không? Đó. Anh này phong phú lắm. Ví dụ phong phú. Cứ nói đi. Có một tật xấu mà em phải đến về với nhau em mới thấy mà nó phóng đại lên. Đó là ngủ như chết. Không ngủ nhiều nhưng mà một khi đã đặt ngủ lưng là xuống ngủ rất say. Ngáy luôn. 1, 2, 3. Mà em mà có hét lên đi. Cũng không biết. Thế mới gọi là một con người sống lành mạnh chứ. Em bảo anh ơi, phải ngủ sâu chứ. Anh ơi, em đã từng trộm vào nhà em lấy đồ hơn 200 triệu. Em cũng phải chịu thôi. Thế ai là suốt ngày hù vợ. Cứ hù vậy đó. Mà hù toàn hù những cái lúc mà ví dụ như là em đang âu yếm, em vuốt má, vuốt mặt chuẩn bị nói ôi em yêu chồng thì hù một cái. Mất hồn, cái gì? Đồ ăn nữa. Đang nấu ăn, đang nước sôi lửa bỏng hù một cái. Trời ơi, mà toàn hù những cái lúc mà em thực sự em rất cáu lúc đấy. Những cái lúc đấy mà em cảm thấy mà em có thể quay ra mà em chửi chồng em được ấy, em chửi như chợ ở ngoài chợ được ấy. Nhưng mà em rất là kiềm chế. Còn gì nữa không nè? Nói nhiều. Lúc cãi nhau mà lúc mà em đang cần nhất một cái ôm thái độ khẩn khoản. Nhưng mà em là người luôn luôn em bảo em có muốn ôm em để anh ra chứ sao? Thì anh phải ôm để em mới được đẩy chứ. Ok. Đấy, những lúc đấy thì lại bắt đầu đứng trình bày như là đang ở trước một phiên tòa vậy. Em rất ghét cái tính em đấy. Em mong muốn Jay thay đổi cái gì? Cứ như thế cho vui. Thôi bây giờ tới bạn đó Jay. Cô ấy có tật xấu thực gì? Thực ra vợ mình rất là lề mề. Lề mề. Sao bằng anh được? Cứ từ từ đã anh kể. Ok. Bên cạnh đó lại rất là ghét bị dục. Cho nên là nhiều khi em rất là bị bối rối. Em không biết bây giờ phải làm thế nào. Dục hay là cứ chờ đến khi mà mình muộn. Ví dụ như này á, có một cái sự kiện nhưng mà vợ đang không thích đi mà lại dục thì vợ sẽ duỗi cả ngày đấy. Kể cả vợ thích đi nhưng mà lại dục thì lại duỗi cả ngày đấy. Cho nên là đôi khi dù là em biết là mình đang bị muộn nhưng mà em sẽ kiểu còn thả muộn còn hơn mắc. Là bị kiểu tập trạng rất là không tốt cả ngày. Cả ngày đó. Thả bị muộn còn hơn là vừa bị muộn lại vừa bị dục. Đấy, đã mặc hết quần áo rồi nhá. Xong thấy có gì đó nó nhỏ nhỏ thôi, cố tình lại khỏi hết, khỏi hết luôn. Xong bắt đầu thử lại một cái vải khác, mình lại thôi. Ok, mình cứ tưởng là 5 phút nữa mình được đi, thời này phải 30 phút nữa mới được đi. Gì nữa ta? Bản thân em á, em luôn luôn thích một cái, em rất là thích nhẹ nhàng. Em thích tranh luận, có thể là không hoàn toàn là logic, nhưng mà vợ mình thì luôn luôn theo cảm xúc. Mà nếu mà vợ mình đã cáu mà nó bằng tiếng Anh, có lẽ là nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà cáo bằng tiếng Việt thôi luôn. Mình luôn là cảm thấy nhiều con mà mình rất là ghét điều đó. Đó chứ là nó là nói bằng tiếng Việt thì nghe nó ghê gớm hơn, nghe nó đánh đá hơn. Nặng gái Hà Nội mà. Vậy bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì không? Thực ra là em đã học cách thích nghi và hiểu cách mà vợ em xử lý tình cảm của vợ. Hiểu rằng là ok, cái cách mà mình ứng xử với vợ, cách mà mình nói với vợ thì nó sẽ quyết định hậu quả của cái chuyện đó. Cho nên là mình đã học cách là ok, dù vợ mình như thế nào, mình cứ coi vợ mình là như một em bé, như một con bố bê đang kiểu đang dỗi. Đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn, kệ nó dỗi. Muốn làm gì nó làm. Đúng rồi. Ok. Là... rồi. Vậy là em cũng muốn là vợ em y vậy, không thay đổi gì hết, đúng không? Đúng rồi. Ờ, vậy còn gì nữa đâu. Thành ra là chỉ biết chúc cầu chúc cho tụi em hạnh phúc mãi 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 như thế. Em vừa mới nhờ một cái này phải kể. Nhiều khi vợ em hay để em cảm giác như là em chưa đủ khả năng để làm bố tuyệt vời. Để anh kể nha. Thế này thôi. Đây. Lúc nãy là vợ em vừa kể là em ngủ say như chết. Vợ em tìm hoàn toàn ngược lại. Con khóc một cái, nghe vợ em đã dậy rồi. Em ơi, làm em cảm giác như là lúc nào mình cũng ngủ say như chết, con có thể khóc mãi mình không nghe một cái gì cả. Thật mà. Cái đó là bản năng. Vậy em kể cái đó là làm gì?
Là bởi vì em làm để em cảm thấy là bởi vì em ngủ quá sai thì em làm một đàn ông chưa được là đàn ông đúng, bởi vì đúng là đàn ông phải lúc nào cũng sẵn sàng để bảo vệ nhà mình thì mình lúc nào cũng thế hết đó, nên là mình cảm thấy mình bị kém đi trong tình huống đấy. Chắc cái đấy là cái duy nhất là em muốn chồng em bớt thì một chút, nhưng mà bớt thì làm sao mà bớt được, ngủ với tỉnh táo chút xíu. Và không ai muốn người bạn đời của mình thay đổi điều gì cả. Anh xin chúc cho hai vợ chồng cứ thế, cứ nắm tay nhau và cứ hiểu nhau và cứ yêu thương nhau như thế này.